Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ fbphotoshop.com. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo ra hiệu ứng mưa. Rồi, thế là cái hình mà chúng ta sẽ làm ha. Thì đây là sau khi mà mình đã làm xong hiệu ứng này thì các bạn có thể thấy ở đây cái sự khác biệt, đây là trước này, đây là hình trước ha. Và đây là sau. Đó, trước và sau. Thì đây có một số lưu ý mà chúng ta cần phải để ý là khi chúng ta làm cái hiệu ứng này thì chúng ta phải đảm bảo được. Thứ nhất á là mưa. Cái hiệu ứng mưa mà cái nước rơi thì chắc chắn là phải có rồi ha. Cái thứ hai nữa là màu. Cái màu sắc mà khi mưa thì nó thường nó sẽ đậm màu hơn so với lại nó không có nhiều cái chất vàng rực như kiểu là khi mà ánh nắng. Cái thứ ba nữa là về cái hiệu ứng ngay cái chỗ mà mưa nó hắt vô thì chỗ này là cái chỗ mà sẽ nó quyết định cái chuyện là cái hình của ta nó sẽ thật hay không. Thì đây ở một số cái đường viền này ha thì mình có làm trước một số. Đó, thì các bạn có thể thấy là đây có thứ nhất là có nước hắt lên này. Cái thứ hai nữa đặc điểm quan trọng hơn nữa là nó sẽ có một cái vầng, nó giống như kiểu nó hơi rực sáng hơn ở những cái khu vực mà gần bao quanh. Ở đây mình sẽ tắt đi, các bạn để ý ha. Cái phần viền ngay phía này nè. Đó, đây có thể mình tìm cái chỗ đó. Đây, đó. Các bạn có thể để ý là cái phần viền này cũng như là một số cái phần dưới này nó sẽ hơi sáng hơn một chút. Lý do là vì khi mà nước nó bắn vô á thì nó sẽ có cái hơi nước. Và khi mà đã có hơi nước lên á thì ánh sáng hắt vô thì khu vực đó nó sẽ sáng hơn so với lại ở ngoài. Thành ra cái chuyện này là cái chuyện nó tương đối nó nhỏ thôi. Nhưng mà khi mình để ý mình làm á thì nó sẽ làm cho hình của chúng ta nó sẽ thật hơn. Và thứ ba, cái cuối cùng là nó sẽ có cái bóng khi mà các bạn chụp ví dụ như là ở khu vực cái mà chúng ta có thể nhìn thấy chân chẳng hạn. Thế đây các bạn có thể thấy ở đây là mình sẽ tạo ra một cái bóng nhẹ như thế này đó. Tại khi nước nó rơi xuống mà thì dưới nền nó sẽ có cái nước, và khi có nước thì chắc chắn nó sẽ có phản chiếu, và phản chiếu lúc đó mình sẽ phải tạo cái bóng ra cho nó. Để lát nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Tuy nhiên để đó thì đây mình quay lại đây ha, thì mình sẽ đây cho các bạn coi lại, đây là sau khi chúng ta làm ha và đây là trước. Thì đây mình sẽ xóa đi. Rồi đây mình có hình gốc, cái link hình gốc này các bạn tải ngay phía dưới phần description. Và cũng sẵn nói luôn, mình đang có cái khóa học Photoshop cơ bản, các bạn có thể click vào cái link ngay phía dưới phần comment để các bạn mua cái khóa học. Và cái khóa học này dành cho những bạn mà chưa biết gì Photoshop cũng có thể học được ha. Rồi chúng ta quay lại chứ. Đây là hình gốc ha. Sau khi các bạn tải stock về các bạn có thể mở ra và các bạn làm theo mình ha. Rồi ở đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ chỉnh lại màu một chút xíu, mình sẽ chỉnh lại cho cái màu nó bớt rực hơn và nó sẽ hơi đậm hơn một chút. Thì đây mình sẽ click vào adjustment layer và mình chọn là hue saturation. Ở cái hue saturation này á, thì các bạn xác định là cái màu của chúng ta đang là cái màu gì á thì các bạn giảm xuống cho nó đẹp. Tuy nhiên ở đây á, chúng ta không nên giảm hết mà chúng ta chỉ chọn ra những cái kênh màu gọi là kênh màu chính thôi. Ví dụ ở đây như cái hình của mình á, thì đang là lá cây rất là nhiều á, và mình sẽ chỉ chỉnh màu của lá cây cho nó sậm lại thôi. Thì mình sẽ chỉnh sang kênh là green, mình tăng cái khu vực ảnh hưởng lên một chút xíu và sau đó mình sẽ giảm saturation cũng như là giảm lightness. Đó thì chúng ta có cái hiệu ứng kiểu như này. Các bạn có thể search cái tutorial mà blend màu mùa thu chỉ với hue saturation đó, thì các bạn sẽ nắm rõ hơn cách sử dụng. Rồi sau khi xong rồi chúng ta tiếp tục sẽ tạo ra một cái hiệu ứng cho nó có mưa rơi chút xíu. Mình sẽ tạo layer mới bằng cách bấm Ctrl Shift N. Có thể là mình sẽ đặt tên là rain. Rain thì ở đây mình sẽ filter noise và add noise. Ok, empty thì mình sẽ phải thêm cái màu gì đấy. Mình sẽ fill nhanh cái màu đen lên. Màu đen của mình đang là ở foreground thì mình sẽ để phím alternate delete thì mình sẽ có màu đen như thế này. Mình sẽ vào filter, rồi lại vào noise, add noise này. Rồi ở đây mình sẽ chọn là uniform và nhớ tích vào cái monochromatic ha. Nếu như các bạn không tích vào monochromatic á thì nó sẽ cái noise của bạn nó sẽ có màu và cái lúc đó mình không cần. Ở đây mà mình đang tạo mưa ở cái cách bằng cách là mình sẽ tự tạo ra cái noise, sau đó mình sẽ chỉnh sang kênh screen và tạo ra cái hiệu ứng nó blur thì nó sẽ ra cái mưa khá là đẹp và nó cũng nhanh hơn nữa. Đây mình sẽ add noise ha. Sau khi add noise xong rồi các bạn sẽ có hiệu ứng kiểu như này. Và đây chúng ta sẽ mình sẽ chuyển nó qua Smart Object đi. Mình sẽ chuyển qua Smart Object. Sau khi chuyển qua Smart Object xong, mình sẽ vào Filter
Không, mình sẽ chuyển nó sang planning mode là screen trước đã, như nãy mình nói đó. Thì đấy, các bạn có thể thấy là đây chúng ta sẽ có cái phần màu trắng, phần màu đen nó biến mất hoàn toàn, nó chỉ còn lại cái noise màu trắng thôi. Sau đó mình vào filter blur và chọn là motion blur. Ở motion blur này mình sẽ chọn cái hướng của cái mưa nó thổi á, thì đây mình sẽ giảm đi sao cho nó vừa phải thôi. Thì đây các bạn sẽ thấy là cái mưa nó sẽ, chúng ta có cái kết quả kiểu như thế này, khá là ok. Đó, rồi sau khi xong rồi các bạn sẽ thấy là cái mật độ hạt mưa của chúng ta đang khá là nhiều, thành ra là mình sẽ tạo cái adjustment layer là level. Và đây mình sẽ tích, bấm chuột phải và chọn là create clipping mask để cho cái level này nó sẽ chỉ ảnh hưởng tới cái layer rain ở phía dưới của mình thôi. Sau đó ở trong cái level này thì mình sẽ tăng giảm cái lượng này đi sao cho các bạn cảm thấy ok nhất có thể là được. Mình cảm thấy để cỡ này là ok này. Rồi, khá là ổn đấy, nó có hạt mưa kiểu như này ha. Rồi, sau khi xong rồi các bạn có thể làm thêm một số layer về hạt mưa kiểu như này nữa. Mình sẽ nhân đôi này lên. Mình đang cố gắng làm sao cho cái hạt mưa nhìn cho nó nhiều nhiều hơn chút xíu. Như ở đây là nó đang là ít quá. Mình sẽ add noise, có thể là add noise luôn đi. Hãy nói cho nó nhiều nhiều noise lên chút xíu. Rồi, vào filter blur. Rồi, có lẽ là mình sẽ Rồi, mình sẽ bỏ cái này đi đi. Nhân đôi lên chút. Rồi, ở đây mình sẽ filter. Rồi, mình sẽ tạo luôn cái layer layer noise mới luôn. Mình sẽ vào filter noise, add noise, và đây mình fuck, ok, Ethernet delete có cái filter noise, add noise nhiều nhiều lên tí. Gaussian, có lẽ là Gaussian nhìn vui hơn. Mình sẽ chỉnh là Gaussian, và đây mình muốn nó gom lại, có lẽ là mình sẽ tìm một cái filter nào đó. Filter đi, và filter gallery. Mình sẽ tìm thử coi những cái đài đài này, có lẽ là mình sẽ lấy cái này. Rồi chờ nó chạy kìa. Thôi kệ được rồi, mình cứ ok đại đi. Rồi, mình đang sử dụng cái là dry brush. Mình sẽ, nói chung là mình muốn cho nó gom lại á. Các bạn để ý hồi nãy cái lượng cái noise của mình nó rất là nhiều. Thành ra là khi mà mình làm ấy thì cái mật độ mưa rất là, nó tăng rất là cao, thành ra là mình sẽ giảm bớt nó lại bằng cái cách sử dụng là filter, filter gallery và chọn right brush. Thì đây mình sẽ gom nó lại thành như kiểu như này ha, và chúng ta lại vào lại filter và motion blur và cũng lại là noise nữa. Thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có cái hạt mưa kiểu như này. Ở đây có thể là mình làm vừa vừa thôi, rồi click ok. Rồi ở đây thì mình cũng sẽ làm tương tự một cái level kiểu như vậy ha. Level thì mình cũng phải giảm cái mật độ đi chút xíu. Các bạn có thể tạo cái clipping mask nhanh bằng cách click vào cái ngay phía dưới này này, có cái clipping mask này, click vô. Nó có thể tăng giảm cái mật độ mưa sao cho nó ok nhất có thể. Rồi, như đây là vừa. Ở đây mình đang thấy ở cái viền nó tương đối có cái còn thừa lại, mình cũng không hiểu tại sao. Thì mình sẽ bấm Ctrl T. Đâu rồi, đây Ctrl T cái layer rain này thì mình sẽ phóng to lên một chút xíu. Rồi, tương tự với lại cái layer rain ở dưới luôn. Thì đây mình sẽ đổi tên là rain 1 đi. Rain 2. Đây mình cũng Ctrl T, mình mở rộng ra một chút xíu. Rồi, nó đang Smart Object cho nên là nó làm việc khá là, ê, kích thước cũng bự nữa. Mình sẽ để là 72 thôi, 72 dpi thôi để cho nó đỡ bị, và 4K là được rồi. Đấy, cho nó đỡ phải xử lý nhiều. Cái máy mình cũng hơi hơi chậm chút xíu. Rồi, nhẹ đó. Rồi sau khi xong rồi các bạn sẽ có cái hiệu ứng rain kiểu như này ha. Mình sẽ bỏ hết nó vào trong một cái group. Mình sẽ chọn và để phím shift á, các bạn chọn tất cả layer và bạn bấm Ctrl G thì nó sẽ ra cái này. Đó thì chúng ta sẽ có cái kiểu như này, các bạn có thể thấy là khá là ok ha. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng cái brush. Cái brush này thì mình có sẵn ở trong phần trong trong cái folder của mình. Khi mà mình tải, các bạn tải xuống các bạn sẽ thấy cái brush trong folder. Thì các bạn sẽ thêm cái brush đó vào trong cái Photoshop của chúng ta ha. Mình sẽ mở rộng ra và mình tạo thêm một cái layer mới, Ctrl Shift N.
Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái brush, và để các bạn thêm cái brush đó vào Photoshop, các bạn sẽ bấm vào cái ngay phía trên này ha. Các bạn chọn cái dấu bánh răng này và chọn là load brush. Ở đây các bạn chọn cái brush này ha, cái brush flash đại khái thế, các bạn click vô thì nó sẽ có cái brush ngay phía dưới cùng. Đây các bạn thấy đây là một số cái giọt nước này, nó hiệu ứng khá là ok. Thì đây cách để chúng ta sử dụng như sau, mình sẽ chọn cái này đi. Đây là cái ở cái kiểu dòng thác như thế này nè. Ôi màu trắng chứ, mình đổi sang màu trắng. Đó các bạn thấy là nước nó sẽ, đây là cái thuộc dạng nó rơi xuống á. Thế nên là mình sẽ tìm những cái vị trí mà nước nó sẽ chảy xuống như thế này chẳng hạn thế. Mình sẽ đây, mình sẽ thu nhỏ nó lại. Cái chính để các bạn làm cho cái này nó cảm thấy nó thật á, là các bạn làm cho cái thước của cái giọt, cái lượng mà nước nó bắn lên á, các bạn làm cho nó vừa thôi, làm ít thôi. Ở đây mình đang cảm thấy cái mật độ cái mưa phía sau này nó khá là nhiều, thành ra là có thể là mình sẽ phải giảm nó đi hơn một chút nữa. Rồi giảm nó đi hơn một chút nữa. Rồi. Rồi quay lại zoom bự lại coi sao. Rồi đó, có thể là vừa vừa đó. Mưa thì vừa, mưa vừa thôi, mưa gì nhưng mưa lắm. Đó. Rồi, đây mình sẽ zoom ngược trở lại và mình sẽ sử dụng cái brush nước chảy hồi nãy. Quay trở lại ha. Đây là cái water. Đó, đây là water 1 thì mình sẽ click đây cái. À, nó vẫn còn lớn lắm thì mình sẽ cho nó nhỏ lại. Đây những khu vực này nước nó sẽ chảy xuống. Cứ chỗ nào nước chảy ra được thì các bạn click vô ha. Ví dụ như là đây đang có cái tấm như thế này thì khu vực này nước nó sẽ chảy xuống. Thì mình sẽ click ở đây cho nước nó chảy xuống cái. Đó, nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà những cái điểm như thế này sẽ làm cho cái hình của các bạn nó thật hơn ha. Đừng sử dụng brush to quá, đừng lười quá, như không nó nhìn nó sẽ rất là xấu. Đây khu vực này, hạn thế. Rồi, sau khi xong rồi tiếp tục mình sẽ thêm những cái brush mà nước nó bắn ra ở trên cái phần cái ô này. Thì đây mình sẽ sử dụng cái nước bắn ra này ha. Ở đây các bạn không nhìn thấy sao vậy? Ơi nó to quá. Rồi đây. Đó thì chúng ta sẽ có cái phần nước bắn ra như thế này. Và để cho nó linh hoạt hơn á, tại vì cái dù nó đang là đi đường cong, thành ra là chúng ta sẽ phải làm cho nó nghiêng. Thì đây các bạn sẽ vào Windows và chọn là Brush hoặc là 7F5 thì các bạn sẽ có cái bảng này. Và ở cái bảng này các bạn sẽ click kéo ở cái này á, thì các bạn sẽ thấy là cái brush chúng ta nó sẽ thay đổi cái góc nghiêng. Như mình đã nói đó, sử dụng cái kích thước của cái brush nó nhỏ thôi. Đó, kiểu như thế, và để cho nó đẹp hơn á, tại vì đây mình sẽ cho phóng lớn lên cho các bạn thấy ha. Để cho nó có cái sự nó hơi ngẫu nhiên chút xíu thì mình sẽ kiểu nó brush nó tự động nó lật qua lật lại. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là khi mà mình bấm nhiều lần á thì cái hình dạng shape của cái brush này nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhìn nó sẽ bị trùng lặp với nhau và làm nó không có đẹp. Thành ra ở đây mình sẽ chọn là flip edge filter để mà khi mình click một cái nó sẽ ngẫu nhiên nó đổi ngược vị trí lại đó. Thì các bạn có thể thấy là đây cái lần thứ hai đó nó lại đổi ngược lại như thế. Thì khi mà mình làm những cái ở gần nhau á thì nó nhìn sẽ rất là thật ha, và nó không có bị gọi là trùng lặp và không bị lộ ra. Thì đây các bạn cứ việc click kiểu như thế cho tới khi nào các bạn cảm thấy không click được nữa hoặc là chán rồi á thì đổi góc thấp hơn chút xíu nữa hoặc là bự ra hơn tí. Thấp. Chúng ta cứ tiếp tục click như vậy ha, tương tự với lại những cái brush khác ha. Ở đây mình sẽ tua nhanh đoạn này. Rồi đây sau khi xong rồi các bạn sẽ làm cho cái nước chúng ta nó hơi blur đi một chút xíu để cho nó thật hơn ha. Mình sẽ vào blur và chọn Gaussian blur, và blur ở đây mình sẽ làm cho nó blur rất là nhẹ thôi chứ không có nhiều. Thật ra đây là blur kiểu cho có vậy á. Thì mình sẽ để cho không cỡ 0.5 hay là 0.3 như nãy mình cảm thấy ok đó. Rồi 0.3. Đó thì sẽ có cái hiệu ứng kiểu như thế này. À, lúc đầu ha, về sau ha. Đó, nó sẽ đẹp hơn. Nó sẽ thật hơn. Rồi sau khi xong rồi mình sẽ tạo ra một cái lớp mờ nó hơi hào quang hơn chút xíu. Thì đơn giản thôi, nó sẽ sáng hơn. Thành ra đây là mình sẽ chọn vào trong cái khu vực này ha. Thì đây mình đầu tiên mình sẽ làm cái curve và mình tăng sáng lên. Đó, để mình tăng sáng khu vực đó mà. Như hồi nãy mình, như hồi đầu video mình có mô tả đó. Sau khi xong rồi các bạn sẽ chuyển nó qua là luminosity để cho nó chỉ ảnh hưởng tới ánh sáng thôi. Sau khi xong rồi mình sẽ Ctrl Y đảo màu lại, Ctrl Y ngắn đó. Rồi đây chúng ta sẽ sử dụng cái brush bình thường thôi để các bạn bôi nhẹ vào đây.
Thì opacity các bạn nhớ giảm nhẹ đi và bôi màu trắng lên khu vực này. Đó. Bôi màu trắng lên khu vực này. Để những khu vực mà nó có hơi nước á thì nó sẽ sáng hơn so với lại những khu vực khác. Rồi đây các bạn thể thấy cái hiệu ứng của chúng ta ha. Rồi sau khi xong rồi mình sẽ làm cho nó có một chút hơi nước nữa, thì mình sẽ sử dụng cái stock mà lần trước mình đã có giới thiệu các bạn ở trong cái clip mà về blend màu ảnh cưới á. Đây mình sẽ sử dụng cái brush này. Mình sẽ cần cho Shift N để tạo cái layer mới, và ở đây mình sẽ tạo ra một cái quay lại cái bảng brush như hồi nãy của chúng ta. Hình như không phải là cái này, mình có thể tìm cái brush mây này thì mình cũng sẽ để ngay ở phía dưới ở trong cái folder mà các bạn tải về luôn ha. Này cứ tải về tìm thì nó sẽ có hai cái folder vừa có nước mà vừa có mây ở trong đấy, thì sẽ tiện cho các bạn sử dụng hơn. Đây, nó đây. Đây mình sẽ sử dụng cái brush màu trắng mà mình bôi nhẹ lên đây cái ha. Ôi sao nó nhảy linh tinh lên vậy. Nó mình bôi rất nhẹ lên trên rồi mình sẽ giảm opacity đi. Tương tự mình cũng sẽ làm một lớp nhẹ ở phía trên này. Ôi sao nhìn nó gớm vậy ta. Thôi mình cứ làm ở dưới trước đã, rồi mình sẽ giảm opacity đi. Giảm để nó khoảng cỡ 20-30 thì đây mình cảm thấy khá là ổn. 20-30 10. Rồi mình sẽ vào filter blur để blur cái layer này đi một chút xíu. Đó, để cho nó thật hơn. Rồi click OK. Rồi sau khi xong rồi, ở đây các bạn thể ý những hạt mưa của chúng ta nhìn nó khá là OK. Ở đây mình đang hơi lười quá, mình làm lặp lại khá là nhiều. Để chăm chút hơn thì các bạn có thể làm cho nó kỹ hơn so với mình ha, để cho nó đẹp hơn. Còn như đây mình làm hơi ẩu á, tính vào là hơi ẩu đó. Rồi thì đây sau khi xong rồi các bạn sẽ làm cho cái khu vực mình cảm thấy khá là ổn rồi. Rồi đó thì đây cái cách chúng ta làm cái mưa ha. Thì để cho nhanh hơn á thì các bạn thể tìm cái stock mình có để sẵn ở dưới là có file BSD trong đó thì các bạn sẽ làm luôn. Còn ở đây á, sau khi mà các bạn với những cái stock mà nó có cái mặt phẳng ở dưới như lúc đầu mình có nói đó, thì ở đây các bạn sẽ phải làm ra một cái bóng, cái cách để tạo bóng của chúng ta đó, sau khi mà làm tất cả cái bước tương tự kiểu như này rồi á. Đây mình sẽ tìm một số cái mình có thể lấy từ bên này qua được. Đây cái hiệu ứng mưa của mình. Đây mình sẽ lôi nó qua bên này. Rồi nó đâu rồi vậy. Đây. Ở đây mưa thì nó có vẻ là hơi không rõ lắm. Tuy nhiên là cái cách để chúng ta làm bóng thì nó đơn giản như sau ha. Các bạn chờ chút xíu để cho nó chạy vậy. Rồi sau khi làm xong rồi, ở đây mình sẽ gom lại. Rồi đây ha, mình sẽ tạo bóng cho cái cô gái này. Và nhớ là chỉ tạo bóng cho cô gái và những cái vật thể ở xung quanh thôi. Còn như cái mà những cái chi tiết mà ở trên mặt đường á, thì tất nhiên nó không có đổ bóng được rồi. Đây chúng ta sẽ tạo, chọn khu vực cô gái ha. Đây các bạn có thể chọn vùng nó sơ sơ thôi, đại khái là chúng ta có cái nó lật ngược lại thôi mà. Đó, sau khi lấy xong rồi các bạn bấm Ctrl J. Ở đây chúng ta mình không cần phải lấy kỹ ha, mình bấm Ctrl J đưa lên. Sau đó mình sẽ bấm Ctrl T Ctrl J, nghĩa là cái phím mà nằm ngay phím giữa phím H với lại phím K nha. Sau khi xong các bạn tiếp tục bấm Ctrl T, sau đó các bạn bấm chuột phải và chọn là Flip Vertical để nó lật ngược lại. Sau đó các bạn đưa xuống ngay phía dưới cô gái chút xíu. Rồi sau đó các bạn bấm Enter. Thì đây tiếp tục các bạn sẽ giảm opacity nó đi. Và để cho nó thật hơn chút xíu, các bạn sẽ vào Filter, chọn Blur và chọn là Motion Blur. Và đây các bạn sẽ cho nó dọc là 90 độ. Đó, sau đó các bạn sẽ kéo dài cho nó xuống để có cái bóng nó hơi nó kéo xuống á. Đó, thì đó là cái cách chúng ta tạo ra được cái bóng đổ ngay phía dưới ha.
như thế này thì sau khi xong thì nó sẽ nhìn nó sẽ thật hơn. Rồi, đó là cái cách chúng ta tạo được cái hiệu ứng mưa ở trong Photoshop, và nó cũng không có thực sự là khó khăn lắm đúng không? Khá là dễ. Và để các bạn nhớ like, subscribe và share video này, và nếu như các bạn đang coi cái các bạn biết cái video này từ đâu thì nhớ để lại cái comment ở ngay trên mấy cái group Facebook á, để nó kéo lên top lên một cách để ủng hộ mình khá là dễ ha. Và đừng quên comment ngay phía dưới cho mình biết các bạn muốn tutorial sau mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.